Nếu bạn đang nuôi con nhỏ và bạn thường phàn nàn rằng con mình rất hay la hét khóc gào thì bạn hãy xem video này nhé. Mình sẽ chia sẻ 3 bí mật giúp cho em bé của bạn ngoan ngoãn, vui vẻ, không còn cáu kỉnh và quấy khóc nữa. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến. Mình đã có hơn 4 năm kinh nghiệm đồng hành với hàng ngàn ba mẹ nuôi con vui, khỏe trong quá trình mà nuôi con nhỏ ấy. Thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều lúc bố mẹ phải bực mình bởi vì là con hay quấy khóc, hay cáu kỉnh. Và nhiều khi ấy, mình sẽ cảm thấy rất là lúng túng, không biết phải xử lý cái việc đó như thế nào. Cộng thêm với đó là một cảm giác rất căng thẳng. Khi mà con nhõng nhẽo, con mè nheo, con bám bố mẹ như vậy thì bố mẹ sẽ khó lòng mà tập trung để làm bất kỳ một việc gì được. Nhưng đừng lo, sau khi xem hết video này thì bố mẹ sẽ biết được 3 bí mật mà không nhiều người biết đâu nhưng lại rất hiệu quả, sẽ giúp cho con bạn trở thành một em bé thiên thần. Bí mật số 1 đấy là bố mẹ hãy luôn luôn bày tỏ tình yêu thương với con, thể hiện thông qua lời nói, thông qua hành động, cử chỉ hàng ngày. Khoa học đã chứng minh rằng là khi mà một đứa trẻ thường xuyên có những phản ứng tiêu cực thì điều đó chứng tỏ rằng con đang có những vấn đề về mặt tâm lý, những cái bức xúc cần được giải tỏa. Chính vì thế, một đứa trẻ nếu như được nhận đủ nhiều tình yêu thương thì con sẽ trở nên vui vẻ hơn và tính tình cũng hòa nhã hơn. Bởi vậy, ba mẹ đừng ngại ngần thể hiện tình yêu thương với con mọi lúc, mọi nơi, hàng ngày. Hãy luôn nói cho con biết là ba mẹ yêu thương con nhiều như thế nào và thể hiện điều đó cả bằng những cái hành động khi mà mình chăm sóc, vỗ về, ôm ấp con nữa. Bí mật số 2 đó là muốn con mình vui vẻ thì bản thân bố mẹ cũng phải là những người luôn luôn vui vẻ và lạc quan. Tại vì sao? Tại vì thứ nhất, bạn biết rồi đó, con của chúng ta sẽ học hỏi thông qua quá trình là bắt chước. Chính vì thế việc bố mẹ làm gương thì đó sẽ là một cái tiền đề để cho con mình cũng sẽ luôn vui vẻ và có những cách xử lý tích cực trước mọi tình huống xảy ra. Thứ hai nữa, việc mà bố mẹ là một người tích cực vui vẻ, nó sẽ tỏa ra một cái năng lượng tốt, một cái năng lượng tích cực và nó sẽ truyền điều đó đến cho con của mình và sẽ giúp cho con mình cũng trở thành một người tích cực giống như bố mẹ. Bí mật số 3 đấy là bố mẹ hãy cung cấp cho con một chế độ ăn đầy đủ những loại thức ăn cho tinh thần. Thực ra thì có rất nhiều loại dưỡng chất đóng vai trò là thức ăn cho tinh thần và không thể thiếu được. Tuy nhiên, trong video này thì mình muốn nhấn mạnh đến hai loại đặc biệt, đó chính là sắt và vitamin nhóm B. Trước tiên ấy, để nói về sắt thì đây là một thành phần rất quan trọng giúp cấu tạo nên hồng cầu và mang oxy đi khắp cơ thể, cung cấp đủ oxy cho mọi hoạt động của cơ thể. Chính vì vậy, việc cung cấp đủ sắt cho con là rất cần thiết. Khi mà cơ thể có đủ sắt thì con sẽ có đầy đủ oxy và điều đó sẽ giúp cho con luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ hơn và khỏe khoắn hơn. Những loại thực phẩm giàu sắt mà ba mẹ nên đưa vào chế độ ăn của con hàng ngày đó là gan động vật này, thịt đỏ này, một số loại ngũ cốc nữa, vân vân. Loại thức ăn của tinh thần thứ hai mà ngày hôm nay mình muốn nhấn mạnh ở đây chính là các vitamin nhóm B và đặc biệt là vitamin B1. Vitamin B1 được mệnh danh là vitamin của sức khỏe tinh thần hay là vitamin vui vẻ. Nếu như cơ thể mà thiếu vitamin B1 thì sẽ dễ gặp phải cái tình trạng là thường xuyên lo lắng, bất an, bồn chồn, chán nản, ăn không ngon miệng. Nhưng ngược lại, nếu như mà cơ thể được cung cấp đầy đủ vitamin B1 thì tinh thần sẽ luôn vui vẻ, phấn chấn, ăn ngon hơn và ngủ ngon hơn. Những loại thực phẩm giàu B1 mà ba mẹ có thể lưu ý để cho con ăn nhiều hơn đó là hạt hướng dương, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, lòng đỏ trứng, thịt, cá, sữa, men bia, măng tây, rau bina, vân vân. Như vậy là trên đây mình vừa chia sẻ với ba mẹ 3 bí mật để giúp cho con của chúng ta trở nên vui vẻ hơn, thiên thần hơn, đáng yêu hơn. Đó là những phương pháp không quá khó để thực hiện nhưng lại không nhiều người biết. Và ngày hôm nay khi mà bạn đã nắm được những bí quyết này rồi thì hãy áp dụng ngay cho con hàng ngày nhé. Nếu cảm thấy video này hữu ích thì ba mẹ hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút theo dõi hình quả chuông để nhanh chóng nhận được thông báo về những video hữu ích tiếp theo. Chúc cho các em bé của chúng ta sẽ luôn luôn khỏe khoắn và vui vẻ nhé!